Tại vì á, người ta sẽ không có cơ hội gặp mình nhiều ở ngoài đời. Do đó thì cái việc mà gọi là quần áo, tóc tai thì nó cũng cũng rất là khó đi tiếp cận cho họ. Nhưng mà với cái việc mà chúng ta làm những cái hình ảnh đẹp ở trên trên trang web nè, trên cái phương tiện truyền thông nè, ở trên mạng xã hội á, thì đó là những cái rất là thuận lợi cho chúng ta trong cái việc chúng ta kết nối với họ. Thì Tuấn ví dụ một cái điều rất là dễ hiểu đó. Là trong series của mình á, thì thật ra mình cũng chưa có nhiều người gọi là biết nhiều về những cái công cụ mà làm cái hình ảnh này. Thì giống như là cái việc mà một cái người cô gái đẹp á, mà chúng ta lại chưa có biết cách gọi là chăm chút. Thì bây giờ nếu mà chúng ta biết được một cái kỹ thuật này á, thì cái việc mà cái hình ảnh cái bao bì bên ngoài chúng ta sẽ giúp cho chúng ta có khả năng kết nối tốt hơn với mọi người xung quanh, mọi người trên mạng ha. Rồi thì để bắt đầu cái buổi hôm nay á, thì mọi người biết á, là cái công cụ thực ra trong mọi cái công việc á, thì công cụ cũng chỉ chiếm 10% thôi, còn lại là về tư duy và chiến lược. Thì dù vậy thì cái công cụ này nó rất là hay, tại vì trong tất cả những cái khóa mà đào tạo về marketing á, thì tất cả những cái học viên của Tuấn là đều rất là thích cái module này, tức là cái module mà hướng dẫn làm sao cho mọi người làm hình ảnh, làm thiết kế. Tại vì cái này á, khi mọi người làm á, khi mà học á, là người làm được ngay. Còn có những thứ là chúng ta học chúng ta cần thời gian chuyển hóa. Nhưng mà đối với cái việc làm hình ảnh á, thì mình có thể mình làm ngay tức thì luôn. Thì cái công cụ sinh ra là để cho mọi người đều có thể làm. Mọi người lưu ý điều này nha. Công cụ sinh ra là để cho mọi người có thể làm, chứ không phải là để cho một số người gọi là có cái trí tuệ làm đâu, mà ai cũng làm được hết. Do đó mình đừng có lo là những cái thứ công nghệ này là hạn chế mình trong cái việc mà mình làm việc tốt hơn ha. Thì cho Tuấn hỏi là ở đây là có ai đã từng làm Canva rồi, ai từng biết qua Canva thì giơ ngón tay cái ạ. Biết qua hoặc là mình đã từng vọc nhưng mà mình chưa có thực sự là biết sâu về nó đó. Ok rồi, cảm ơn mọi người ha. Thì trước đây á, cái việc mà thiết kế nó chỉ dành cho một số người gọi là trong nghề thôi, ví dụ như là cần phải biết làm Photoshop nè, cần phải biết làm AE nè, Corel nè. Thì bây giờ thì khoảng 3-4 năm trở lại đây, thì với cái việc mà phát triển rất nhanh của mạng xã hội, thì người ta đã phát triển ra một số cái phần mềm, một số cái ứng dụng mà đơn giản hóa cái việc thiết kế lại. Tức là thay vì hồi xưa là mình phải phải học một khóa Photoshop đâu đó khoảng 2 tháng. Tôi nhớ ngày xưa cách đây khoảng 10 năm mình cũng học một khóa khoảng 2 tháng, nhưng mà thực ra cũng chỉ làm những cái căn bản thôi. Còn hiện nay thì những cái phần mềm đó nó đã đơn giản hóa rất nhiều những cái thao tác, tức là đôi khi mình chỉ có kéo thả rồi mình chọn hình rồi mình thao tác bấm 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 thôi là mình đã ra được một cái thiết kế rất là đẹp rồi. Thêm vào đó nữa là họ đã có sẵn những cái mẫu, những cái mẫu rất là đẹp, mình chỉ cần gọi là thay đổi cái nội dung, tức là thay đổi hình nè, rồi mình thay đổi cái gọi là chữ trên đó thôi là mình đã có một thiết kế rất là đẹp. Và thậm chí mình có thể làm luôn cả những cái mà mình nghĩ là mình rất là khó làm, ví dụ như thiệp mời nè, thiệp đám cưới nè, rồi mấy cái poster, thực đơn, menu, rồi cái đơn xin việc, tùm lum tùm la hết, tức là cái gì cũng làm được trên đó hết. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm quen với cái Canva ha. Thì cái Canva này á, mọi người lưu ý là nó có hai phiên bản, một cái phiên bản là ở trên mình có thể dùng trên website, tức là trên một cái trình duyệt bất kỳ, ví dụ Chrome hay là Cốc Cốc ở trên máy tính ha. Và cái thứ hai á, là mình có thể dùng trên app điện thoại. Nhưng mà bây giờ chúng ta mới bắt đầu làm thì mình nên làm trên cái mình trên làm trên laptop, tại vì trên laptop nó có nhiều tính năng hơn. Và khi mà mình làm được trên laptop rồi thì cái việc mà mình làm trên ứng dụng trên điện thoại rất là dễ. Rồi bây giờ ở đây là chắc là mọi người là đều đang ở trên máy tính đúng không ạ? Hoặc là trên máy tính bảng đúng không ạ? Tôi thấy có một số anh chị dùng máy tính bảng nè. Thì mình bây giờ mình sẽ vào trong cái trình duyệt bất kỳ ha, trình duyệt Cốc Cốc hay là trình duyệt hay là trình duyệt Chrome cũng được. Mình bắt đầu mình gõ. Rồi tôi sẽ share màn hình. Chúng ta sẽ cùng làm ha. Rồi mọi người sẽ gõ cái chữ Canva vào ha. Canva.com. Bây giờ nếu mà ai chưa rõ thì Tuấn sẽ viết lại trên màn hình để cho mọi người thấy ha. Rồi mọi người sẽ vào cái trình duyệt. Rồi mọi người gõ vào canva.com. Rồi. Mọi người gõ canva.com vào ha.
Rồi nếu mà ai làm gõ xong rồi và vào trong được cái trang chủ thì dân có tay cái lên và giữ nguyên cho Tuấn nha. Dạ. Dạ. Rồi ok, cảm ơn mọi người, đa số mọi người vào được rồi ha. Rồi Tuấn sẽ share lại cái màn hình Canva. Rồi đây là cái giao diện chính của Canva. Rồi thì việc đầu tiên là mình phải đăng nhập. Thì ở đây nhiều người nếu mà đã từng đăng nhập vào những cái phần mềm thì thấy rất là dễ ha. Mình có thấy cái chữ login đó, hoặc là sign up, bấm chữ login vào. Mình bấm chữ login bên góc bên phải màn hình á, nó có chữ login. Đó, mình nhấp vào. Rồi dễ nhất là mình sẽ đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc là Google. Đó. Thì các anh chị có thể đăng ký bằng cái nào cũng được ha. Tức là mình có sẵn cái Facebook thì mình bấm Facebook thôi thì nó sẽ đăng nhập bằng tài khoản Facebook cho mình. Không. Rồi đây là cái giao diện bên trong. Nếu mà ai đã vào được giao diện giống như Tuấn đó, thì giơ cái tay cái. Rồi. Nhiều người cũng chưa vào được ha. Rồi mình cho các bạn mình khoảng 45 giây nữa vào nha. Tức là mình nhấp vào trong cái login. Và sau đấy là mình sẽ đăng nhập bằng Facebook hoặc là Google. Ra cái màn hình như vậy. Người lưu ý là nếu mà mình theo không kịp thì không sao ha, tại vì cái này là mình đều có quay phim lại và mình gửi cho mọi người. Ok, mọi người thấy là trong đây là Tuấn đã làm rất là nhiều cái thiết kế. Rất nhiều cái thiết kế bằng bằng trên Canva này ha. Tức là những cái banner, những cái backdrop của sự kiện gần đây của S69 Relation Team là Tuấn đều làm trên Canva hết. Có những thứ là mình thấy là nếu mà mình phải làm Photoshop nó rất là cực ha, nhưng mà trên đây mình làm trong có khoảng nhiều khi 1-2 phút là xong rồi. Tất cả mọi thứ là mình đều có thể làm trên đây hết. Rồi bây giờ đầu tiên á, vì mọi người lưu ý á, là nếu có một số người là đang dùng cái phiên bản tiếng Anh, tức là cái Facebook của mình là mình dùng bản tiếng Anh thì mình nên chuyển qua bản tiếng Việt nha. Tại vì tại sao? Tại vì trong có những cái mẫu thiết kế có sẵn á, họ dùng cái phông tiếng Việt thì mình sẽ không có bị lỗi phông. Tại vì một cái phông tiếng Việt mình là đặc điểm là có dấu, cho nên là chỉ có một số phông là mình có thể là mình dùng được thôi. Còn một số phông ở nước ngoài là mình sẽ không dùng được, nó bị lỗi phông ha. Thì cái cách mà mình thay đổi cái giao diện tiếng Việt á là mọi người nhấp vào trong cái nút bên góc phải phía trên, cái nút màu đỏ đó, mình nhấp vào đó. Và mọi người vào cái phần cài đặt tài khoản hoặc là account setting á, nếu mà tiếng Anh gọi là account setting á. Và sau đấy mọi người sẽ tìm vào cái ngôn ngữ tiếng Anh gọi là language á, mọi người chuyển qua thành tiếng Việt. Đó. Mọi người đánh chữ tiếng Việt vào. Đó. Đó. Thấy tiếng Việt không? Thì mọi người nhấp vào đây là mọi đổi cho trình duyệt tiếng Việt ha. Thì ngay có khi mình biết tiếng Anh thì mình cũng nên chuyển qua tiếng Việt, tại vì như Tuấn nói là cái này nó liên quan đến phông chữ tiếng Việt. Rồi mọi người rà xuống, mọi người thấy ở đây nó có rất là nhiều cái mẫu có sẵn. Tức là rất là nhiều người Việt Nam họ đã dùng cái phần mềm này và sau đó họ họ thiết kế lại. Đó, cho nên mình thấy là có rất là nhiều cái mẫu bằng tiếng Việt ha. Đó, bao gồm có cả những bài Facebook nè, có cả cover, affix tức là poster, rồi bài đăng Instagram nè, rồi có thể là chuyển sang một cái thuyết trình mà dạng video, rồi tài liệu A4 nè, thiệp nè, thiệp mời, thiệp cưới, rồi ảnh bìa YouTube. Tranh ghép ảnh tức là nó có rất nhiều cái dạng là một khung trong đó nó có nhiều ảnh nhỏ ghép lại đó, rồi infographic tức là dạng đồ họa liên hoàn ha, rồi những bản thuyết trình PowerPoint, video đơn giản, rồi sơ yếu lý lịch, thực đơn luôn, affix ngang, có rất nhiều thứ ha, thậm chí nó có cả luôn những cái hình ảnh động, tức là nó là một cái hình ảnh nhưng mà nó có nhiều cái hình ghép nhau á,
nhau và sau đó nó chạy thì nó thành một hình ảnh động đó, nó rất là đa dạng ha. Mình nhìn thấy nó vậy thôi, chứ thực ra mình chỉ cần vào mình đổi chữ thôi là thành cái file của mình rồi, rất là dễ dàng ha. Rồi đến đây ai đã nắm được rồi thì giơ ngón tay cái ha, để tôi biết đi tiếp ạ. Ok rồi, thì bây giờ mình sẽ làm quen với cái giao diện của thằng Canva này. Rồi mọi người thấy là cái ở phía ở trên á, góc trái á, nó có cái chữ trang chủ đúng không? Và sau đó nó có chữ mẫu, thì mọi người chỉ cần rà chuột vào trong cái tab mẫu này nè, nó sẽ trổ ra tất cả những cái chủ đề. Ví dụ trên chủ đề mạng xã hội thì nó có bài đăng Facebook nè, trang bìa Facebook nè, đó là hai cái thứ là mình sẽ dùng nhiều nhất. Đó là đến những cái thiết kế cá nhân, ví dụ như là thiệp mời, xíu lịch, bưu thiếp, thậm chí có áo thun đó, rồi doanh nghiệp, rồi bản thuyết trình, trang web, logo ha. Thì mình thấy mình cần thiết kế cái nào đó, mình cần thiết kế cái nào thì mình sẽ nhấp vào cái đấy. À, mọi người lưu ý là mình bây giờ mình khoan mò nha, mọi người nên theo dõi cái cách Tuấn Tuấn đang hướng dẫn nha, nếu không là mình sẽ quên á. Cái này mình flash sau sau khi cái chương trình này đó, mình sẽ tự mình mày mò ha. Bây giờ mình nên theo từng bước một á, để cho mình không có bị lỡ ha. Đó thì đây là những cái mẫu có sẵn đó, thì tùy chủ đề mà tùy theo cái nhu cầu của mình thì mình sẽ chọn cái chủ đề mà mình muốn thiết kế. Rồi cái thứ hai á, là mọi người nhìn xuống cái tab đây nè, tất cả thiết kế của bạn. Mọi người nhấp vào đây là mọi người sẽ thấy là tất cả những cái gì mà mình đã thiết kế là nó đều lưu trên đây hết. Tức là mình không sợ là nhiều khi mình mất máy, hay là mình làm dở dang trên máy tính, và sau đấy mình đi đâu xa đó, mình đâu ra ngoài, mình có thể mình làm tiếp tục ngay trên cái điện thoại của mình luôn. Đây là tất cả những cái mà Tuấn đã từng làm đó, thì nó đều lưu trên đây hết, là điện toán đám mây á. Cho nên mình không bao giờ sợ là mình sẽ bị mất file hay gì hết, mà mình có thể làm bất cứ nơi đâu. Rồi, đây là hai cái quan trọng nhất, mọi người chỉ cần biết như vậy thôi. Còn tất cả những thứ khác thì mọi người cũng không cần quan tâm nhiều ha, tại vì một cái phần mềm nó sẽ có rất nhiều tính năng, nhưng mà mình cũng không cần phải biết hết, mà mình chỉ biết cái nào mà mình cần thiết sử dụng cho mình thôi. Rồi có một cái nữa là về giá ha. Ở đây nó có cái tab là giá, tức là mình nếu mà mình có nhu cầu mà mình làm nó chuyên nghiệp hơn, lâu dài hơn, thì mình nên mua lên nâng cấp lên cái bản Pro. Cái bản Pro hình như là một tháng đâu đó chỉ khoảng một trăm mấy nghìn thôi. Nhưng mà với bản Pro này thì mình sẽ được sử dụng tất cả những cái hình ảnh có bản quyền của cái Canva, nó giống như Shutterstock á, tức là bạn có thể dùng rất là nhiều cái hình đẹp của nó mà không cần phải trả tiền thêm. Mình thêm vào đó là nó sẽ có một số cái mẫu rất là đẹp mà nó sẽ không có cho mình free, mà nó sẽ bắt mình là nó gắn logo của nó vào. Thì khi đó thì mình lại không có được hay lắm. Cho nên là nếu có điều kiện thì mình nên bỏ ra một tháng khoảng một trăm mấy nghìn á, mình mua bản Pro luôn thì mình sẽ sử dụng rất là thoải mái. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm một cái đơn giản trước đi ha. Rồi đến đây ai đến đây thì mọi người có chắc là mình giao lưu một tí đi, tại vì nãy giờ mình đi cũng cũng nhiều á ha. Thì không biết là có ai có câu hỏi gì từ nãy đến giờ không? Để Tuấn bật mic nha. Ok, bật mic đầu. Rồi có ai có câu hỏi thì mình bật mic mình hỏi nhé. Rồi chị Thủy ha, chị Thủy nói đi chị Thủy. Alo. Alo. Chị Trần Thủy nè. Trần Thủy à? Chị vào sau cho nên chưa biết là em hướng dẫn như thế nào. Ok, chị vào trong cái phần để em nói Ok. lại nha, chị vào cái Canva nè. Đó. Chị vào chỗ trình duyệt của cái máy của chị á, chị đánh cái chữ Canva vào ha. Đó. Nãy giờ cũng cũng mới hiểu sơ sơ đó, chị có thể bắt đầu luôn. Chị gõ vào thôi, rồi xong chị đăng nhập bằng bằng Facebook hoặc là Google ha. Rồi ok, thì mình sẽ bắt đầu bằng một cái đơn giản trước ha.
Rồi đầu tiên là mình sẽ cái mà mình dùng hay nhiều dùng nhất đó là cái bài đăng Facebook đúng không ạ? Thì bây giờ mọi người vào trong cái mẫu nè, có tab mẫu ha. Và mình vào cái phần bài đăng Facebook. Rồi. Rồi. Rồi đây mọi người thấy là nó có rất rất là nhiều cái đó, cái mẫu cho mình xem ha. Đó, thì mình chỉ cần là mình thấy cái nào mà đúng với cái mục đích của mình á, thì mình chọn thôi. Đó. Thì thường là mình sẽ có một số cái chủ đề mình hay đăng, là một là mình sẽ có những cái câu nói hay đúng không? Mình sẽ có những câu nói hay nè, hoặc là mình sẽ thiết kế một một cái gì đó mình thông báo. Đó, thì đó là Tuấn hay sử dụng những cái đó, mình dùng Canva. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu một cái dụ như một câu nói hay đi. Giả dụ Tuấn sẽ chọn một cái hình này. Đây. Và sau đó mình sẽ bấm là sử dụng mẫu này. Rồi mọi người thấy đây ha, đây là một cái mẫu. Rồi, đây là một cái mẫu khá là đẹp. Rồi. Rồi mọi người thấy là có nó có hai cái cửa sổ ha. Khoan, nó có ba cột. Đây, cái giao diện nó có ba cột. Rồi cái cột bên trái là đây là những cái tác vụ đó, những cái tác vụ này thì là một lát mình vừa làm là mình vừa học luôn đó. Tức là mình có thể đánh chữ hoặc là mình chọn hình hoặc là mình thay đổi cho mình bỏ vào một số cái shape, tức là cái hình vuông hình tròn gì đó, hình chữ nhật gì vào. Rồi cái thanh thứ hai đó là những cái mẫu ví dụ như mình đang chọn mẫu này đúng không, nhưng mà sau đó mình thấy là mình muốn chọn mẫu khác đẹp hơn đó, thì mình kéo xuống mình chọn, bấm vào thì nó lập tức nó sẽ đổi thành một cái mẫu khác cho mình đó. Đó. Đó, mẫu khác rồi. Ví dụ như là mình vẫn giữ mẫu này mà mình cũng muốn là mình làm mẫu khác so sánh, thì mình sẽ nhấp vào chữ thêm trang ở dưới nè, nó có cái nút thêm trang đó. Mình chấp thêm trang. Rồi bắt đầu mình sẽ kiếm một cái mẫu khác. Đó. Thì bây giờ là mình cùng trong một cái trình duyệt, mà bây giờ mình có thể là mình làm cùng lúc rất là nhiều cái mẫu khác nhau ha, sau đó mình sẽ so sánh. Đó thì bây giờ ví dụ như là Tuấn sẽ chọn một cái mẫu đây, cái mẫu đầu tiên đây mình chọn. Ok, rồi bây giờ với mẫu này thì mình sẽ kiếm một cái hình nào đấy của mình. Đó, và mình bỏ vào. Thì cái cách mà mình dùng cái hình của mình bỏ vào đây rất là đơn giản ha. Bây giờ mình có hai cách. Một là mình vào trong cái phần cái thanh mà thanh tác vụ bên tay trái á, nó có cái chữ là ảnh, nó có cái tab là ảnh nè, nhấp vào đây. À không, xin lỗi, cái tab nội dung chứ, nó có hình đám mây mũi tên đi lên á. Đó, thì đây là những cái hình ảnh mà mình sẽ tải lên nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tải cái hình ảnh lên bằng cách mình nhấp vào lúc này. Nhấp vào lúc này thì nó sẽ hỏi mình là mình tải lên đâu, thì mình sẽ chọn là thiết bị. Đó. Thì ví dụ như là bây giờ mình sẽ chọn một cái hình hình bất kỳ trong cái máy tính của mình bỏ lên. Đó. Thì đây ví dụ là mình có một cái tấm hình này, và mình sẽ thay thế cái hình này bằng cái hình mẫu của nó ha, bằng cách là tưởng kéo qua thôi, kéo qua. Rồi xong đó. Thì với cái hình này thì mình thấy là nó đã chuyển thành một cái màu mà nó không có giống với cái mẫu lắm đó. Không giống hình gốc lắm đúng không ạ? Rồi bây giờ ví dụ như bây giờ mình sẽ dịch chuyển nó bằng cách là mình nhấp vào trong hình này, mình kéo qua kéo lại, mình thấy kéo đến khi nào mà nó đúng với cái tỷ lệ mình mong muốn thì mình dừng lại. Rồi. À, tức là bây giờ mình đang muốn là người một bên và chữ một bên đúng không ạ? Rồi mình kéo qua. Rồi bây giờ mình thấy là cái chữ này á, là đang là chữ màu trắng, trong khi đó hình mình cũng màu trắng luôn, thì mình sẽ đổi cái chữ này và thành màu khác ha. Rồi mình sẽ chọn khối đó, mình sẽ chọn khối giống như là trong trong Word á, mình sẽ chọn khối. À. Rồi sau đấy là mình ở trên đây nó có cái phần cho mình chọn màu. À, mình sẽ chọn.
chọn một cái màu bất kỳ. À, mình thấy là nó đổi qua một màu khác rồi đúng không ạ? À, ví dụ tương chọn màu đen đi. À, màu đen cũng không ổn lắm ha. Màu đỏ đi. À, màu đỏ đổi nổi hơn tí rồi bây giờ mình sẽ đổi đi. À, mình đổi một cái câu bất kỳ nào đó. Dụ như là câu trời thay đổi, y ta thay đổi. Rồi mọi người thấy là cái phông này là nó bị lỗi phông nè, cho nên là cái chữ nó không có đều đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ chọn cái phông nào mà nó không có bị lỗi lỗi dấu ha, không bị lỗi phông ha. Rồi. Mình cứ chọn, mình cứ ra dần dần đi. Thì Tuấn làm nhiều Tuấn biết có một cái phông là không bị lỗi là phông Anh Tông. Phông này rất là đẹp mà nó không bị lỗi. Đó. Và sau đó là mình sẽ làm cho cái này nó nhỏ bớt một tí. Bây giờ đang 103 thì ví dụ chúng cho nó thành 80 đi. Đó. 80. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại cho cái kích thước cái các dòng á, các dòng nó sẽ tách ra một tí bằng cách là ở trên nó có cái mũi tên nè, cái chữ giãn cách nè, mình nhấp đây mình sẽ cho nó giãn cách. Đó. À, nó sẽ giãn cách ra. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ mọi người thấy là nó có cái dòng chữ ở trên nè, mình nếu dòng chữ ở trên mình không có nhu cầu sửa gì hết mà mình muốn bỏ thì mình bỏ một cách nào? Tại bây giờ hiện nay á, ở đây nguyên cái hai cái dòng chữ này nó đang được nhóm lại tức là nó từ khi khi mình làm á là nó nhóm lại, đến khi mình thay đổi là nguyên cái nhóm này nó di chuyển luôn, chứ không là nó sẽ từng cái di chuyển, nó sẽ rất là khó. Thì mình muốn bỏ này bằng cách mình sẽ nhấp vào đây mà mình chọn cái bỏ nhóm ở trên nó có cái nút bỏ nhóm á, nút bỏ. Rồi rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ, nhấp vào đây mình bỏ thôi. Rồi bây giờ với cái dòng chữ này ha, bây giờ mình sẽ làm một số hiệu ứng nó khá là hay nè. Ví dụ như bây giờ mình nhấp vào đây ha, mình có trên nó chữ hiệu ứng. Rồi nhấp vào chữ hiệu ứng. À, mọi người thấy là nó cho mình một số hiệu ứng như độ bóng nè. Đó, độ bóng nè. Đó. Hoặc là nó giống như là kiểu bóng đèn đó. À, mọi người thấy rất là nhiều cái hay ha. Và tôi thấy là cái hình này có vẻ là hơi rối so với cái mẫu này, thì tưởng đổi hình đi, cái này nó rối quá, mình đổi hình này nó có, à nó đổi hơn rồi nè. Giờ mình kéo đây qua đây nó sẽ phù hợp hơn nè. Nó đỡ hơn đúng không ạ? Bây giờ cái hình này á, thì nó đang để mình hơi đậm, thì mình sẽ chỉnh lại cái hình này cho nó nhẹ nhàng hơn bằng cách mình nhấp vào đây rồi mình vào cái chữ lọc lọc hoặc điều chỉnh gì cũng được. Đó. Độ sáng đó, mình chỉnh độ sáng tối cho nó phù hợp nè, độ tương phản nè. Đó, mình lại đổi lại màu cho nó phù hợp hơn ha. Này mình cho nó hiệu ứng hơi tối tối một tí để rõ chữ hơn. Đây là hiệu ứng là làm mờ viền ảnh ha. Rồi ở đây mình sẽ gõ thêm ví dụ như là Tuấn Nguyễn đi. Rồi, mọi người thấy là rất là đơn giản ha, tức là mình đã làm xong một cái đơn giản nhất, đó là một cái câu nói và có hình của mình. Đó, thì ai ai cho rằng là chỉ với vài khoảng 2 phút thôi mình hoàn toàn có thể làm được một cái hình tương tự như vậy hoặc là đẹp hơn nè, giơ ngón cái lên nè. Rồi, ok. Rồi cái này là mọi người sẽ được chiếu video lại ha, và sau đấy là mình sẽ về mình thực hành. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái kỹ thuật cao hơn một tí. Đó là
mình sẽ làm một cái mẫu về trang bìa đi, trang bìa Facebook đi. Tôi thấy là mọi người thường đó là không có chú ý đến trang bìa lắm, nhưng mà thực ra trang bìa Facebook nó cũng giống như là cái ngoại thất của cái căn nhà của mình vậy đó. Tức là khi mà người ta tìm kiếm thông tin của mình, và sau đó là người ta sẽ gọi là đào mộ, người ta đào lên xem coi là cái ông này ổng trong nhà ổng có cái gì đó. Thì khi mà ông vào thì cái đập mắt cho mắt người ta đầu tiên đó chính là cái hình bìa Facebook và cái avatar của mình, đúng không ạ? Tức là cái hình đại diện của mình á. Anh nếu mà nó không đẹp đó, thì nó sẽ mất lợi thế đó. Cho nên là mình nên thay đổi cái trang bìa của mình. Tương tự ha, mình sẽ vào trong mẫu nè, rồi mình vào cái trang bìa, rồi mình vào trang bìa Facebook. Rồi, ở đây mọi người thấy là có rất rất là nhiều cái mẫu trang bìa rất là đẹp đó, và mình hoàn toàn có thể làm đó, làm tương tự như như những cái hình này, là nhiều ha. Thì bây giờ Tuấn sẽ kiếm một cái thì mình sẽ làm mẫu. Rồi, ví dụ như hình này đi. Hình này đi. Đó. Dù tôi sẽ chọn cái mẫu này ha. Thì cái mẫu này là nó bao gồm ba cái hình ghép lại. Bao gồm ba cái hình ghép lại. Mọi người thấy là cái hình này là cái hình có bản quyền á, cho nên nếu mà mình không có nâng cấp lên bản Pro thì nó sẽ bị dính cái chữ Canva giống như vậy. Nhưng mà bây giờ mình đang làm cho cái trang bìa riêng của mình, thì mình dùng hình của mình cho nên mình không cần quan tâm đến mày lắm. Rồi, ok. Thì ví dụ như bây giờ cái này mình chỉ cần mình đổi hình như thôi, chứ mình đâu có làm gì nữa đâu. Mình đổi hình và mình đổi chữ thôi ha. Rồi ví dụ như là tôi sẽ kiếm mấy cái hình mà mình đã tải lên nè. Mình có sẵn những hình mình tải lên thôi. Ví dụ như hình này nè, mình chỉ kéo cái hình này đúng đúng vào trong cái khung hình. Cái hình này hình ghép rồi, mình sẽ chọn mẫu khác. Hình ghép nó cắt sẵn này, mình sẽ chọn mẫu khác, ví dụ mẫu này đi. Rồi mình sẽ lấy cái hình mình bỏ vào. Rồi cũng tương tự ha, khi mình kéo qua đây, rồi sau đó mình sẽ nhấp vào, mình kéo qua sao mà cho nó vừa đủ đó. Tỷ lệ nó vừa đủ với cái khung hình này. Và một cái hình khác đi. Mình sẽ chọn nhiều hình, mình test nhiều hình coi cái nào nó phù hợp với cái mẫu này ha. Rồi sau đấy là bên này thì mình cho đổi chữ thôi. Như chuyên gia huấn luyện kinh doanh MLM. Rồi cái mẫu chữ nó là nó hơi to, mình sẽ cho nó nhỏ lại. Mình đổi chữ của mình. Mình đã xong rồi. Bây giờ mình thêm gọi là mình thêm cái này thêm kia vào, bằng cách đó là ở đây nó, mọi người thấy là nó có chữ thành phần đó, cái bên tay trái nó có chữ thành phần nè. Ở đây nó có rất nhiều tùy chọn như mình ha. Tức là có thể mình thêm những cái gọi là
hoa bướm thì trong đây á, thì mình sẽ dùng, ví dụ đây là đây nó có một cái gọi là giống như là cái lồng á, thì mình bỏ xem nó có hợp không, mình đổi màu. Đó, mình sẽ cho nó nhìn cho cái mẫu này nó không có đơn điệu ha. Đó, bằng cách là mình kiếm những cái hoa hòe, hoa sói vào. Cái này mọi người có thể hoàn toàn mình tự mình bọc ở nhà. Ngôi sao nè. Có rất rất là nhiều thứ là mình có thể mình tự mình nghiên cứu, mình tìm hiểu ha. Đó. Rồi. Bây giờ nếu mình làm xong một cái mẫu này thì mình muốn tải về như thế nào? Thì mọi người thấy là ở trên góc phải màn hình ở phía trên cùng á, nó có cái chữ tải xuống nè. Đó, nó có chữ tải xuống nè. Đó, mình nhấp vào đây. Và sau đó mình sẽ chọn ví dụ như là loại tệp, tức là mình sẽ tải bằng tệp JPEG, tức là cái tệp chuẩn ha, hoặc là PNG là chất lượng cao hơn nè, hoặc là file in là file PDF nè. Hoặc là file GIF, tức là file hành động nè. Đó, mình sẽ tùy chọn. Đó, thì bây giờ mình thường là mình sẽ chọn cái file JPEG là JPG á. Cái file này là cái file hình ha. Rồi mình sẽ chọn kích cỡ. Đó, kích cỡ to nhất thì mình kéo qua hết. Đó, kích cỡ mà nhỏ thôi, tức là đủ để up thôi, thì nó khoảng 1.5 gì đấy, hoặc là ở giữa. Rồi, chất lượng cũng vậy ha. Rồi, nếu mà mình chọn lớn đi, mình chọn lớn hết để cho hình nó chất lượng, thì mình cứ kéo qua hết. Rồi, sau đấy mình nhấp nút tải xuống. Rồi, đó mình chỉ cần mình tải về, mình bấm save để mình tải về máy thôi. Và xong là mình đã có một hình mà up lên Facebook rồi. Đó. Rồi. À, bây giờ đây có một số cái chia sẻ thêm một cho mọi người ha. Ở đây bên góc trái nó có cái những nút như là nền nè. À, tức là vào đây là mình sẽ chọn một số cái nền để mình thay đổi cho cái nền chính của mình. Đó. À, ví dụ như mình bắt đầu một cái mẫu mới đi. Mẫu mới bất kỳ ha. Đây mình bấm tạo thiết kế nè. À, ví dụ như mình làm một cái poster đi, tức là một cái affix ha. À, thì nó sẽ đây là nó ra một cái trang trắng ví dụ như mình chọn nền đi. À, mình có thể mình chọn rất là nhiều nền nếu mình bắt đầu gọi là thiết kế từ đầu ha. Rồi mình nhấp vào đây thôi thì đó, nó sẽ xuất hiện cái nền. Đó. Và cái nền này á, mình có thể là mình điều chỉnh cái phần sáng tối, ví dụ như là cho nó mờ hơn tí nè, cho nó đậm hơn nè, đó, mờ hơn nè. Đó, tùy theo cái mục đích của mình sử dụng ha. Đó, giờ ví dụ như bây giờ mình sử dụng cái mẫu này. Đó. Nhưng mà bây giờ mình không thích dùng cái màu màu xanh này. Đó, mà mình đổi cái màu nó đi. Mình đổi cái màu nền. Đó, người thấy không? Đổi màu nền nó rất là hay ha, rất là đẹp. Đó, thay vì cái nền cũ thì bây giờ mình đổi một cái nền mới rất là đẹp rồi. Rồi. Rồi văn bản này, ở đây có một số cái hình văn bản rất là đẹp. Đó, nó có sẵn. Ở đây mọi người nhấp vào chữ cái thanh tác vụ bên trái nó có chữ T á. Thì nó có một số cái mẫu văn bản mà nó có sẵn. Đó, và thậm chí nó có luôn hiệu ứng rất là đẹp nè. Đó. Đó, mà mình chỉ đổi thôi, mình đổi chữ thôi. Đó. Rồi, ok, đến đây thì có ai có câu hỏi gì không? Chú sẽ trả lời luôn. Rồi, ai có câu hỏi thì mình bật mic nha. Nãy giờ mình xem mình thao tác mình thấy nó có gì mà cần hỏi không thì Tuấn sẽ hỏi cái này thì mình trả lời ngay đây luôn.
mình học công cụ thì nó sẽ có những cái nó hơi chán hơn so với tư duy đúng không ạ? Nhưng mà tại vì công cụ là mình phải vừa học vừa làm đó, cho nên là khi mà mình bắt chỗ nào á thì mình sẽ hỏi chỗ đó cho không khí nó vui hơn, với lại là mình sẽ nhớ bài hơn ha. Anh vừa đăng cái anh vừa ấy xong à. Chào anh Chiến. Ôi, Dạ. chào Dạ, vừa chào anh. hỏi cái đăng lên Facebook thì Dạ. nó anh cũng tải về, nhưng mà tải hôm nay là làm cái mình trực tiếp là kết nối với Facebook luôn. Được anh, Đúng được. không? Chia sẻ thẳng lên đó luôn. Tức là mình không cần tải Ừ, về đúng máy rồi. mà mình chia sẻ thẳng luôn. Dạ, thì càng tốt. Chưa kịp cho màu cho biết gì phải đăng thẳng lên Facebook luôn. Dạ. Mình thấy đăng Dạ. Được anh, cái cảm nào cũng được hết. ơn. Dạ. Rồi, còn anh chị nào có câu hỏi nữa không? Cho Hưng nói cho một câu ạ. Dạ, mời anh Hưng ạ. Hưng, tuần này mình đã làm cái Canva thì mình cũng đã làm lâu rồi, thì Tuấn chia Dạ. sẻ luôn cho mọi người cái thêm cái app Vimeo.bg đi, bởi nhiều khi anh em dùng ảnh mà nó có cái xóa không nền ấy, thì thằng nào thì cũng một công lên zoom có được không? À em thì em không có dùng cái remove anh, em là em xóa thẳng trên Photoshop luôn. Đó, còn em nghĩ là Không. cái remove đó thì cũng dễ thôi, mọi người tải app về mọi người bấm thôi mà. Mà cái remove đó thì nó có một Đấy. cái hạn chế là nó không có cắt được sát. Tức là ví dụ như là cái nền phía sau em á mà nó có nhiều chi tiết á thì nó không có cắt được. Không, Đó, nhưng những còn cái ví dụ như anh em mình làm nó chuyên nghiệp thì không sao, nhưng mà một số anh chị em ấy, ở mức độ bình thường nhất thì nên giới thiệu cho người ta cái app ấy, để đôi khi ảnh anh em chị em mình chụp ấy mà không biết xóa không bền để đấy, thì Tuấn giới thiệu luôn cho mọi người. Cảm ơn Tuấn. cái em nghĩ cái phần đó là em sẽ có một cái video riêng á, nếu mà chỉ thì nó lại giống như là một cái buổi khác rồi, tại vì nó cũng thao tác cũng nhiều anh. Tại em thì Ok. em thường làm trên Photoshop thôi, tại vì Photoshop nó chi tiết hơn. Còn cái phần remove đó thì nó đòi hỏi là mình chụp sao mà phông nền phía sau á nó phải đơn giản, tức là nó không có nhiều chi tiết á. Chứ ví dụ như Đúng là rồi. phía sau của em mà chi tiết như vậy á là nó cắt là nó thấy nó tùm lum tùm la hết, nó xấu lắm. Đó, cho nên là thường Ok. là em không có khuyên mọi người dùng phần mềm đó. Đó, thà mình làm một cái hình mà nó có chữ, chứ còn nếu mà là cắt nhưng mà nó không có chuyên nghiệp đó, thì em thấy nó còn tệ hơn nữa. Ok, cảm ơn Tuấn nhé. Rồi còn anh chị nào có câu hỏi nữa không ạ? Dạ, anh ơi, em có câu hỏi ạ. Mời chị ạ, chị Hồng. Alo. Mời chị Hồng. Dạ, anh ơi, lúc nãy em bị rớt mạng á, cái lúc đoạn là anh hướng dẫn đoạn đầu ấy, em không có biết là bắt đầu từ đâu ấy. Em bảo là anh hướng dẫn vào trong rồi thì mình muốn tải cái phần mềm này thì mình lên Google hay là vào đâu ạ? Ok, bây giờ chị Lúc có anh bắt đầu hướng dẫn này em rất mạng. ok, thì bây giờ chị vào lại chị vào trong trình duyệt á, rồi chị nhắc vào cái canva.com này và vào ha. Đó. Dạ. Rồi, chị đánh chữ canva.com, sau đó là chị đăng nhập bằng cái Facebook của chị, tức là bằng cái tài khoản Facebook á. Đó, rồi sau đó Dạ. mình bọc thôi. Rồi sau đó chị xem lại video này ha, chứ em không chỉ lại từ đầu. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ vậy chị ha. Ok, bây giờ nếu mà những cái người nào mà chưa có nãy giờ mình chưa theo kịp á thì bây giờ mình sẽ làm qua một cái phiên bản trên điện thoại. Ok, thì bây giờ trên điện thoại của mình ha. Mọi người lấy điện thoại lên đi. Lấy điện thoại đi đi ha. Điện thoại nó còn đơn giản hơn nữa. Đó. Rồi, bây giờ mọi người sẽ vào trong cái kho ứng dụng ha, tức là trong cái điện thoại Samsung hay là điện thoại mà của Google, của Android á, vào CH Play. Đó, còn của iPhone thì dùng App Store ha. Cái này chắc mọi người biết rồi. Rồi, mình đánh chữ Canva vào. Mình đánh chữ Canva vào để mình tải ứng dụng này về. Đó. Nó có hình chữ C. Rồi, mọi người có khoảng 60 phút đến 60 giây để tải này về ha. Cái bộ môn này mà mọi người chịu khó tìm hiểu là mà sẽ bị nghiện á. Là có nhiều người gọi là trong mấy khóa marketing mà Tuấn đào tạo á là họ chả nhớ gì khác ngoài cái này hết. Tại vì những cái kia là cũng đòi hỏi là cũng phải có cũng phải thao tác nhiều á, còn cái này là mình tự làm và sau đấy là mình làm theo ý của mình luôn.
Đó, thiết kế và tất cả những thiết kế gì là mình tự làm hết, cho nên là làm rất là vui. Rồi bây giờ ai thấy cái app đó trên trên kho ứng dụng rồi thì giơ ngón tay cái lên, hoặc là ai đang tải rồi ai đang tải giơ ngón tay cái lên. À, tôi nói lại nha, mình lấy điện thoại ra, mình vào trong kho ứng dụng, mình đánh chữ Canva vào và mình tải cái ứng dụng Canva về cái máy điện thoại của mình ha, để mình tập thao tác, Đấy. trên cái điện thoại. Theo từ đầu chỉ nhẹ cái quãng. Trên điện thoại này thì Tuấn không có xem màn hình được nha. À, bây giờ chỉ có sao ta, lâu lâu thì nếu mà cái nào quan trọng thì Tuấn sẽ để vào màn hình cho mọi người coi thôi, chứ không có xem màn hình được ha. Rồi bây giờ ai đã tải xong rồi thì giơ ngón tay cái lên nè. Ai đã tải xong thì giơ ngón tay cái lên. Ừ, nhiều người chưa tải xong nha. Rồi xong rồi, ok, một số người xong rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp ha, chứ không còn ai mà chưa theo kịp đó, thì mình cứ nghe lại cái Zoom này. Ok thì mình thấy là vào trong đăng nhập vào luôn đi ha, đăng nhập vào giống như trên cái Canva trên máy tính á, mình đăng nhập vào bên Facebook đó, mình nên dùng chung một tài khoản thôi, tức là đừng có máy tính thì dùng tài khoản Google, còn điện thoại dùng tài khoản Facebook. Thì sau này mình làm dở dang những cái mẫu nào á, thì nó lại không có làm tiếp được, cho nên mình dùng chung một tài khoản thôi. Và mình thấy là cái giao diện nó rất là đơn giản ha, nó chỉ có ba ở phía cuối cùng, nó cũng chỉ ba cái nút thôi, đó là cái nút nè, mẫu nè, thiết kế nè, với lại tài khoản thôi đó. Thì cái này hoàn toàn mọi người có thể tự tự cọc ha, tại vì nó đơn giản hơn rất là nhiều so với trên máy tính. Nó sẽ cũng có những cái mẫu thiết kế riêng nè, rồi mọi người muốn bây giờ muốn bắt đầu làm một cái mới, mọi người thấy nó có cái chữ dấu cộng. À, nó có dấu cộng bên góc phải dưới màn hình đó. Mới ha, hoặc là mình nhấp theo cái mẫu nào mà mình thấy đẹp đó, mình ý mình nhấp vào mình đổi chữ thôi, mình đổi chữ lấy hình thôi là xong. Ok, bây giờ mọi người sẽ có khoảng 10 phút để tạo một cái mẫu đơn giản nhất, đó là cái mình sẽ làm một cái hình, một câu nói mà có cái hình của mình vào đó. Bây giờ mọi người bắt đầu làm đi, làm xong rồi mình giơ điện thoại, hay là mình có cách nào đó mình khoe lên lên trên này cho mọi người coi nha. Rồi mình có 10 phút để làm một cái mẫu đó, mẫu giống như mẫu đầu tiên Tiến làm đó, tức là một cái câu nói hay của mình. Và sau đó là mình sẽ dùng cái hình của mình thay vào trong cái mẫu đó. Rồi, 10 phút bắt đầu. Trong lúc làm thì ai có câu hỏi thì mình vẫn bật mic mình hỏi bình thường nha.
Mình thực hành nha mọi người, mình thực hành mình mới biết hỏi gì nha. Tại vì không làm thì mình không biết mình cần hỏi gì đâu. Con có hỏi gì bật mic cho em. Em anh nói đi anh. Bấm cái kìm ở đây. Sao nó đi? Cho anh rồi đây. Rồi, trong lúc mọi người làm thì Tuấn cũng sẽ làm luôn nha, làm cùng mọi người một cái mẫu nào đó luôn nha. Mọi người cứ làm đi thì Tuấn cũng làm theo mọi người. Chưa chưa đánh hơi thấy chỗ này. À, con ăn đi con ăn đi con ăn đi. Ồ con ăn đi. Nếu mà ai chưa theo kịp đó, thì có thể là xem cái màn hình của Tuấn thì để thấy những cái thao tác nha. Đó, được một cái rồi đó. Rồi, làm thêm mấy cái nữa trong lúc chờ mọi người.
chuyện trai gái đối đàn ông như vậy đâu có gì là khó tác. Còn cái chuyện cậu tố giác anh vợ của cậu á, người ngoài nói gì kệ họ, nói gì đấy á, cậu không có gì sai cả. Em xin được sao xin dùng. Ôi, 10 phút đã hết rồi. Rồi, có ai làm xong một cái mẫu nào đó chưa thì giơ tay ngón tay cái lên nè. Bây giờ không có biết đẹp hay xấu nha. Lần đầu làm thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái nó cũng ghê ghê á. Nhưng mà quan trọng là mình hoàn thành ha. Rồi, hay lắm. Rồi, có ai muốn khoe không? Làm trên điện thoại thì giơ màn hình ra nè. Biết rồi, vô đây mà vô chữ đó. Áp bấm vậy? Chị Quỳnh đi, chị Lương Thanh Quỳnh. Thấy chị giơ ngón tay cái rồi chị khoe đi. Chị làm xong chị rồi làm phải không? Làm xong rồi chị lương rồi, không bây giờ chị đi tìm chị không biết nó nằm ở đâu. Ôi giời ơi. Trên máy nào chị, điện thoại hay là máy laptop? Trên điện thoại. À, điện thoại thì nó chuẩn bị luôn. Mà lúc đấy chị làm là
tức là mình lấy một cái nền của họ xong đó mình chèn chữ vào thôi, chứ còn chị chưa tìm được chỗ mà mình lấy hình của mình. Anh Hưng để spotlight anh cái. Đâu anh Hưng khoe lại cái tác phẩm của anh đi. Để thẳng anh. Đó. Hay quá. Đó, quá đơn giản nhỉ. À. Nhưng mà nếu mà anh dùng hình ta thì người ta tưởng là cái hình này anh lấy trên mạng xuống đó. Cho nên anh đổi hình của anh thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi còn ai khoe tác phẩm của mình nữa không ạ? À? Ôi hay quá. Hay quá anh. Anh Hưng này chắc cũng là vọc trước đó rồi đúng không? Alo. Rồi còn ai nữa không? Còn ai khoe sản phẩm mình nữa không? Bật mic lên. Không có ai khoe, em khoe được không? Nhưng mà em làm trên máy tính thì có show được lên không ạ anh? Máy tính hả? Dạ. Máy tính để anh cho em quyền share coi được không nha. Rồi cho em coi hết rồi đó. Rồi em share đi. Rồi em share đi. Trời ơi. Như thế không ạ? Nó ngầu. À, cái này góp ý tí nha, em nên zoom to cái hình của em lên tí, tức là cái chủ thể là cái người đó, to tí thì nó sẽ ấn tượng hơn. À, to hơn nữa ạ. Dạ. À, tại vì khi mà em post lên Facebook á thì người ta sẽ xem trên điện thoại là chính, mà trên điện thoại thì những cái này nó sẽ rất là nhỏ. Tức là khi mình làm trên laptop á thì mình thấy nó to, nhưng mà khi là nhìn điện thoại sẽ rất là nhỏ. Đó. Thì cho chủ thể to hơn nữa đúng không ạ? À, cho nên em thấy là thường những cái hình đó là chủ thể làm rất là to. Đó. À, rồi em hiểu rồi, em cảm ơn. Vậy anh ấy cho em hỏi một chút xíu là có những cái lúc nãy anh làm có cái phần nên là cái ảnh nó mờ đằng sau cái chữ nó hiện lên đậm ấy, anh có thể làm lại cái thao tác đấy được không ạ? Ảnh đằng sau nó rồi mờ. Sẽ... Đó, nãy giờ cũng chờ mọi người Tuấn cũng làm được 3 cái. Tức là cái nền đúng không em? Ý em là sao? Vâng, ví dụ như hình quan này. Cái ảnh của mình nó thành là thành cái nền ấy ạ. À, nhấp vô hình này ha, ảnh này ha. Vâng. Rồi. Có hai cách nè. Một á là em nhấp nó có cái tab độ trong suốt trên đây nè. Em nhấp em kéo xuống nó sẽ mờ dần. À rồi. Cách hai á là em vào trong hiệu ứng cũng nhấp vào hình đó luôn, vào trong điều chỉnh nè. Đó, vào trong điều chỉnh nè. Nó có nhiều hướng nè. Dù như hiệu ứng là làm mờ viền ảnh nè. Đó. Hiệu ứng là độ sáng tương phản như đó. Ổ hòa. Rồi nó có một số gọi là lọc. Nó dọc hình đen trắng nè. Đó, hình đen trắng nè. Đó, hình okay. Retro nè. Đó. Vào hiệu ứng. Rồi, em đã nhìn thấy hai cái đó. Rồi. Đó, mình cứ bọc là ra hết à. Vâng ạ. Rồi, em xe với anh Tuấn. Rồi. Rồi. Trang hả? Trang xe hả? Đâu Trang đâu? Rồi Trang làm câu hết. Rồi Trang xe đi. Anh Tuấn thấy không? Rồi, thấy rồi. Đẹp thế, chuyên gia rồi. Cool quá. Rồi, quá ngon rồi. Trời ơi, làm vậy là quá ngon rồi. Làm luôn ảnh động luôn mới kinh. Để ảnh động nó chưa cần đổi chữ thêm rồi. Rồi, cái hình mà đang xích đu á, cho to hơn tí. Xung to hơn tí. Sao được nó to được anh? À,
nhấp vô không phải vậy, không phải em nhấp cái hình thôi, đừng nhấp nguyên cái khung nữa. Rồi đó, đúng rồi em kéo nó ra, thả ra. Đúng rồi rồi, kéo nó xuống rồi anh, kéo nó to đó đúng rồi, có nó có cái núm tròn tròn á, em kéo nó ra. Núm tròn là sao em chưa có biết? Cái núm tròn á, nó có núm tròn á, góc bên phải đấy hả? Đúng rồi kéo ra, đúng rồi, kéo ra nó bự quá sao ra. không phải nhấp vào lại đúng rồi đó, thấy không, tức là cái khung đấy, nó giữ nguyên nhưng mà cái hình nó thì nó sẽ co ra dạng vô. Là cái này hả? Đúng rồi. Cái đó là không phải, cái đó là cái nguyên khung mà. Kéo ra bự ra như thế này, ý anh là như vậy đúng không? Thì ý của em là cái khung giữ nguyên đúng không? Nhưng mà cái hình là phải cho nó to hơn. Hả? Cứ bọc đi làm mấy cái này nó dễ lắm. Dạ. Rồi. Rồi, cảm ơn anh Phấn. Ok. Rồi ai khoe nó không? Ai khoe show hàng đi. Em ơi, chỉ lại cho chị cách mà kéo hình từ máy lên cái. Tức là nó có hai cách chị. Một là chị vào cái, chị kéo, chị thả từ hình đó vào thẳng vô trong cái Canva luôn là nó sẽ tự động nó tải lên này. Còn cách thứ hai là em share lại nha. Em share làm gì với? Rồi cách thứ hai là chị vào cái thanh, thấy thanh bên tay trái không? Nó có cái hình mà nội dung á, nội dung là có cái đám mây á, nó có cái đám mây, có mũi tên chỉ lên, chị thấy chưa? Đó, em đang để đây nè, bên cái thanh bên trái nó có chữ nội dung á, mình nhấp vào đó ha, rồi nó có chữ tải nội dung lên, rồi chị nhấp cái nút tải nội dung lên, tải lên từ thiết bị, chị chọn thiết bị. Đó, rồi sau đó là chị kiếm thôi, chị kiếm hình trong cái máy của chị thôi là nó ra. Rồi, chị cảm ơn nha. Dạ. Rồi, có ai làm trên điện thoại không? Có ai làm trên điện thoại không? Khoe hàng đi. Để anh làm đây. Dạ. Chờ em tí. Ô... đọc lạ. Đổi hình của anh vô đi. Đổi hình của anh vào nha. Cho nó thành cái dấu ấn của mình. Alo, anh Vấn là em trên điện thoại, em chả làm được anh. Chị bị vướng chỗ nào? Chị bị vướng chỗ nào? Em còn chưa biết đường vào ấy. À, chị tải về chưa? Chị tải Canva về còn... chưa? Dạ. Vậy chị coi lại nha, chị cái video này có thu lại đó, để chị xem lại video nha. Dạ, mình vâng đi ạ. Theo từng thao tác một thì mình mới làm được. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Rồi ok, bây giờ bài tập của mình về nhà nha. Bài tập của mình đó là ngày mai đi, hoặc là trong hôm nay đến ngày mai, là mỗi người ít nhất là sẽ đăng một cái bài post nha. À, bài post một là có cái hình của mình thêm một câu nói mà mình tâm đắc ha, và thứ hai là bất kỳ một cái thiết kế nào mà mình thấy thích, ví dụ như thiệp mời này, hay là một cái thông báo gì đấy, đó là mình sẽ dùng cái Canva này và sau đó mình up lên, rồi mình và sau đấy mình đánh, mình gõ chữ hashtag này vào nha. Đó. Và sau đấy mình hashtag legend nha. Legend team. À, rồi. Đó, tức là sau khi mình post bài, mình thêm hashtag này vào. À, để cho Tuấn vào đây, Tuấn xem mọi người làm như thế nào á, rồi Tuấn sẽ góp ý, rồi đợi nhóm mình góp ý luôn, được không ạ? Ai rõ rồi nhớ ngay tay cái ạ. Rồi. Ok ha, ngày mai là mỗi người là mình ít nhất là mình sẽ có một cái bài post, trong đấy mình dùng Canva. Đó, mình dùng Canva rồi mình thiết kế một cái mẫu bất kỳ.
có hình của mình và có một câu nói tâm đắc hoặc là một cái thông báo gì đấy. Là có nếu ai đi hành trình thịnh vượng á thì mình post vào luôn, hoặc là mình có thể mình share lại bài của người khác. Và cuối cùng là mình sẽ gọi cái hashtag Legend Team này vào. Rồi rõ mà, ai rõ thì giơ ngón tay cái ạ. Legend Team bị dư mất một chữ N, có chừng ngày mai em tìm lại không thấy. Mọi người đánh ra chữ này là mai em tìm không ra. Legend Team. Legend Team bị dư chữ N sau chữ E đầu tiên á. Sạch thì con cứ ở đây đâu. Đúng vậy. Đúng rồi. Hôm nay bị lú rồi hả? Rồi, ok. Rồi, ok ha mọi người. Rồi, nếu mọi người chưa không có còn câu hỏi gì nữa thì mình sẽ nghỉ sớm ha. Để thấy mong chờ bài tập của mọi người ngày mai nhé. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Bye. Cảm ơn Tuấn nha, cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà. Cảm ơn anh Tuấn, bye bye cả nhà. Thank you. I love you. Chào cả nhà. Cả nhà nha.